Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Học Bác kỳ này, ban biên tập chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn bài viết Những câu chuyện về Bác Hồ và bài học ý nghĩa nhất Chủ tịch Hồ Chí Minh, một con người sinh ra từ chân lý. Người Việt Nam đẹp nhất, người đã đi xa, phòng lặng rèm buông, nhưng sự nghiệp, cuộc đời của người và tấm gương đạo đức đã trở thành bất tử. Người là kết tinh và tỏa sáng những gì ưu tú nhất, tốt đẹp nhất của trí tuệ và đạo đức Việt Nam. Phẩm chất và đạo đức của người mãi là tấm gương sáng ngời cho dân tộc Việt Nam noi theo. Trong từng vần thơ, câu ca đã viết Tháp 10 đẹp nhất bông sen, Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ. Ngày nay, Bác đã đi xa, nhưng những gì là giá trị đạo đức, là truyền thống quý báu của Bác vẫn mãi là tấm gương sáng ngời cho nhân dân và nhân loại soi sáng. Với những mẩu chuyện ngắn sau đây sẽ giúp bạn cảm nhận hơn về vị cha già kính yêu của dân tộc, từ đó biết trân trọng hơn từng phút giây được sống và được làm theo lời Bác. Câu chuyện chiếc áo ấm. Một đêm mùa đông năm 1951, gió bấc tràn về mang theo những hạt mưa lâm thâm, làm cho khí trời càng thêm lạnh giá. Thung lũng Bản Ti co mình lại trong yên giấc, trừ một ngôi nhà sàn nhỏ còn phát ra ánh sáng. Ở đây, Bãng Vất Thức vẫn làm việc khuya như bao đêm bình thường khác. Bỗng cánh cửa nhà sàn hé mở, bóng Bác hiện ra. Bác bước xuống cầu thang, đi thẳng về phía gốc cây chỗ tôi đang đứng gác. Chú làm nhiệm vụ ở đây có phải không? Dạ thưa Bác, vâng ạ. Chú không có áo mưa, tôi ngập ngừng nhưng mạnh dạn đáp. Dạ thưa Bác, cháu không có ạ. Bác nhìn tôi từ đầu đến chân ái ngại. Gác đêm có áo mưa không ướt, đỡ lạnh hơn. Sau đó Bác từ từ đi vào nhà, dáng suy nghĩ. Một tuần sau, anh Bảy cùng mấy người nữa đem đến cho chúng tôi 12 chiếc áo dạ dài, chiến lợi phẩm. Anh nói, Bác bảo phải cố gắng tìm áo mưa cho anh em. Hôm nay có mấy chiếc áo này, chúng tôi mang lại cho các đồng chí. Được một chiếc áo như thế này là một điều quý, nhưng đối với chúng tôi còn quý giá và hạnh phúc hơn khi Bác trực tiếp chăm lo, săn sóc với cả tấm lòng yêu thương, với tấm lòng của một người cha. Sáng hôm sau, tôi mặc chiếc áo mới nhận được, đến nơi Bác làm việc. Thấy tôi, Bác cười và khen, hôm nay chú có áo mới rồi. Dạ thưa Bác, đây là áo anh Bảy đem đến cho tiểu đội chúng cháu, mỗi người một chiếc ạ. Nghe tôi thưa lại, Bác rất vui. Bác ân cần dặn dò thêm, trời lạnh, chú cần giữ gìn sức khỏe và cố gắng làm tốt công tác. Dặn dò xong, Bác trở lại ngôi nhà sàn để làm việc. Lòng tôi xiết bao xúc động. Bác đã dành áo ấm cho chúng tôi trong lúc Bác chỉ mặc một chiếc áo bông mỏng đã cũ. Đáng lẽ chúng tôi phải chăm lo cho Bác nhiều hơn, còn Bác lại lo nghĩ đến chúng tôi nhiều quá. Từ đấy chúng tôi cũng trân trọng giữ gìn chiếc áo Bác cho, như giữ lấy hơi ấm của Bác. Hơi ấm ấy đã truyền thêm cho chúng tôi sức mạnh trong mỗi chặng đường công tác. Bài học kinh nghiệm. Câu chuyện này tả lại tình yêu thương ân cần của Bác dành cho những cán bộ phục vụ quanh mình. Dù bận trăm công nghìn việc, nhưng khi thấy người chiến sĩ cảnh vệ canh gác dưới chân lán bị ướt và lạnh, Bác đã đôn đốc quân nhu nhanh chóng tìm áo ấm cho các anh. Chỉ một chiếc áo nhưng đã làm ấm cơ thể, ấm lòng anh chiến sĩ và hàng triệu triệu con tim người Việt.